Thank you.
chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho công đoàn chúng con đi hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay con một Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người, nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thank you.
tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được. Nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Như vậy, người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiên, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể của Đức Kitô, là sự viên mãn của người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn. Chúng ta biến cố Đức Giêsu về trời hôm nay,
Kinh Thánh muôn đông nhiệm. Trước hết, khi tụng lại biến cố Đức Giêsu lên trời, Kinh Thánh muôn nhiệm đã vì Đức Giêsu được Thiên Chúa tôn vinh. Theo quan niệm của người xưa và theo quan niệm của Kinh Thánh người Do Thái cũng như các tác giả tin mừng, trời ở đây được hiểu là thế giới thần linh, thế giới của Thiên Chúa, còn trái đất được coi là thế giới của người phàm. Do đó khi nói Đức Giêsu được đưa lên trời, Kinh Thánh muốn nói với chúng ta rằng Đức Giêsu với thân xác phục sinh hôm nay được tôn vinh. Chính vì thế mà trong bài đọc thơ, Thánh Phaolô đã nói rõ Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu Kitô lên trên mọi thần lực thần thiên, trên mọi chức vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà còn cả trong thế giới tương lai. Cũng trong bài đọc thứ hai, qua kiểu nói Đức Giêsu ngược bên hồ Thiên Chúa, Thánh Phaolô muốn diễn tả vì Đức Giêsu được chia sẻ quyền năng của Thiên Chúa. Bởi thế mà trong trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu đã tuyên bố với các môn đệ rằng mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho thể. Như thế, Đức Giêsu lên trời không hề có nghĩa là Ngài đi vào trong vũ trụ, mà là Đức Giêsu được Thiên Chúa tôn vinh. Kế đến khi được lại việc Đức Giêsu lên trời, Kinh Thánh muốn cho chúng ta thấy không phải là để lìa xa chúng ta, nhưng mà kể từ hôm nay nè, Đức Giêsu sẽ bắt đầu hiện diện theo một cách thế mới, một sự hiện diện vô hình nhưng thẳm sâu và bao trùm tất cả. Thật thế, nếu trước khi phục sinh với thân xác giống như chúng ta, Đức Giêsu cũng bị giới hạn trong không gian và thời điểm nhất định, thì nay với thân xác phục sinh, Ngài có thể đi hiện diện ở mọi nơi mọi lúc như lời Ngài đã hứa với các môn đệ: Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Hơn thế nữa, Đức Giêsu lên trời không phải là để lìa xa chúng ta, nhưng là để chúng ta là những kẻ yếu thề, mà vì Ngài là đầu và là thủ lãnh của chúng ta, nên Ngài đã lên trước là để mở đường cho chúng ta, để chúng ta là những chi thể của Ngài, cũng vững một niềm tin theo và hy vọng rằng mai sau cũng được về trời với Ngài. Cuối cùng, khi thuộc lại vì Đức Giêsu lên trời, Kinh Thánh muốn cho thấy biến cố Đức Giêsu lên trời đã chính thức đánh dấu một giai đoạn mới. Đây là giai đoạn của giáo hội bởi lẽ sứ mạng loan báo tin mừng đã được Đức Giêsu trao cho giáo hội. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Và ơn gọi của chúng ta là ơn gọi của thừa sai. Thừa sai có nghĩa là mình được sai đi để thi hành thử tác dụng của mình trong thế giới hôm nay. Nhưng thừa sai lại còn có nghĩa là vừa thừa mà lại vừa sai. Vừa thừa mà lại vừa sai là khi chúng ta đã không thực hiện đúng mệnh lệnh của Thầy, làm những việc vô ích, mà lại sai đi lời căn dặn của Thầy mà tập trung vào điểm chính yếu. Điểm chính yếu đó chính là loan báo tin mừng đã làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Từ nay Đức Giêsu không còn hiện diện một cách hữu hình nữa, nhưng Ngài sẽ hiện diện và hoạt động qua giáo hội.
bằng quyền năng của Thánh Thần. Như thế giáo hội có sứ mạng tiếp tục công cụ cứu độ của Đức Giêsu. Nhưng giáo hội không bao giờ hoạt động đơn độc, trái lại giáo hội luôn hoạt động bằng sức mạnh của Thánh Thần và sự dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Điều đó có nghĩa là Đức Giêsu vẫn tiếp tục thi hành sứ mạng cứu độ của Ngài. Dĩ nhiên không phải một cách trực tiếp, nhưng qua trung gian giáo hội và bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy chúng ta thấy việc Đức Giêsu lên trời trước hết diễn tả việc Ngài được Thiên Chúa tôn vinh, được chia sẻ quyền năng của Thiên Chúa. Kể đến với thân xác được tôn vinh, Đức Giêsu không hề chỉ xa chúng ta, nhưng vẫn luôn hiện diện, vẫn luôn đồng hành với nhân loại để đưa nhân loại trở về với Thiên Chúa. Và việc Đức Giêsu trở về với Thiên Chúa, việc Đức Giêsu lên trời đánh dấu một giai đoạn lớn, giai đoạn của giáo hội. Trong đó Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện để hoàn tất công việc cứu độ của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, các bạn ca viên trong ca đoàn vào đời rất thân mến. Thông thường ca đoàn vào đời sẽ mừng lễ bùng mang vào đại lễ Chúa sống lại. Nhưng năm nay vì Covid cách ly xã hội nên không thể mừng lễ được. Và ngày hôm nay may thay cho ca đoàn, bởi vì mùa phục sinh còn kéo dài mãi cho đến tuần sau mới kết thúc. Nhưng tôi cố ý là nhất định là phải chọn ngày này mà không chọn ngày trễ hơn. Là vì sao? Là vì tên gọi của các bạn là vào đời. Cách đây cũng khá lâu, vào năm 1998, khi tôi còn học ở Đại Chuẩn Bị Thánh Du Xe, mừng lễ Chúa về trời, các cha có thói quen là kết lễ đứng đó, rồi chờ các đoàn các lễ xong, rồi mới chào ban thờ, rồi mới đi vào phòng thánh. Hôm đó, các đoàn chuẩn bị chọn bài hát kết lễ: "Đừng đứng đó nhìn trời, mà hãy đi vào đời." Ông cha giám đốc, ông cúi lễ, ông kêu đi. Hôm đó tôi chủ lễ. Sau ông cha giám đốc, ông kêu ông thầy chọn bài hát và hỏi rằng: "Hết bài hát chọn rồi hay sao? Tôi đang đứng đó mà bị đừng đứng đó nhìn trời." Mà chúng ta thấy ở trong bài đọc thứ nhất mà hôm nay chúng ta nghe: "Anh em ở người đã đi nơi em, đừng đứng đó nhìn trời, đừng đứng đó nhìn trời mà hãy đi vào đời." Và lễ Chúa Giêsu lên trời ngày hôm nay là kết thúc sự hiện diện của Thiên Chúa một cách hữu hình ở trần gian này. Và Chúa Giêsu sẽ chuyển giao cái sứ mạng ấy cho Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu sống lại và Chúa Giêsu lên trời, và lời mời tôi vào đời hôm nay như đang vang lên với ca đoàn trong 33 năm thành lập. Sở dĩ tôi bị mừng lễ ngày hôm nay là tại vì cách đây cũng 30 năm thành lập ca đoàn, tôi có giảng lễ cho ca đoàn và nói Đức Giêsu rao giảng tin mừng. Và 3 năm trong hành trình rao giảng tin mừng ấy, ngày chết. Và năm nay đúng 33 năm ca đoàn bị Covid không thực hành thánh lễ được. Lời tiên báo ấy đã thành sự thật và hôm nay sẽ làm bù lại cho ca đoàn. Và lời mời gọi đừng đứng đó nhìn trời mà hãy đi vào đời, tôi chợt nhớ đến một bài hát. Vậy thì mình vào đời bằng như thế nào? Vào đời có thể bằng ánh mắt, vào đời có thể bằng tiếng hát, bằng âu yếm, bằng ngân nga,
bằng đêm vắng, bằng khuyến khích, bằng thương nhớ, bằng đau thương. Vào đời bằng tiếng khóc khi con được thở hơi trời. Vào đời bằng ánh mắt ngập ngàn trước mặt trời thôi. Vào đời bằng tiếng hát của mẹ ngọt ngào thêm. Vào đời bằng âu yếm êm đềm của mẹ cha. Vào đời bằng ngơ ngác khi con bước vào cửa trường. Vào đời bằng tiếng hát quay quần giữa bạn học quê. Vào đời bằng thanh vắng con ngồi học bên cha. Vào đời bằng khuyến khích của mẹ vừa nhìn con. Vào đời bằng đôi môi. Vào đời bằng tiếng nói. Vào đời con vào đời. Vào đời con vào đời thôi. Và như là một lời kết thúc và cầu chúc cho ca đoàn hôm nay, nếu như trên ngực áo của ca đoàn trong đồng phục áo thun trong đêm tình ta viết chữ VD có nghĩa là vào đời, thì tôi cầu chúc cho thêm hai chữ nữa. Chữ VD còn có nghĩa là về đến, về đến, về đến nước trời để gặp được đấng phục sinh đang giang tay đón chờ chúng ta. Về đến còn là vô định, là đến giành chiếc cúp vô định, đó là phần hưởng nước trời mà Chúa đã ưu ban cho mỗi người chúng ta. Bởi vì Chúa đã thương, Chúa đã cho và Chúa nhìn tình yêu và trao cho chúng ta cái sứ mạng dùng lời ca tiếng hát để phục vụ cộng đoàn. Hãy vào đời trong những năm tháng tiếp theo để biết đâu đây 40 năm mừng tứ tụng, 50 năm mừng ngũ tụng, 60 năm mừng kim thánh, 50 năm mừng kim thánh và sau đó sẽ mừng kim tịnh thánh với lời của bài hát như đang dụ dạ chúng ta. Vào đời, ôi vào đời vì Chúa đã thương con. Vào đời, ôi vào đời vì Chúa đã cho con. Vào đời, ôi vào đời lòng Chúa những tình yêu. Vào đời, ôi vào đời tình yêu nở nhiên thôi. Amen. Giờ đây mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, Ta cha mẹ ban bố cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, Ta con của Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Tôi phép Đức Chúa hàng thân mà người sống. Hoan hỷ tung hô người và những lời cầu nguyện.
Hội Thánh có sứ mạng thực hiện lời truyền của Đức Giêsu là loan báo tin mừng cho mọi dân tộc trên khắp toàn cầu. Chúng ta hiệp lực cầu xin cho mọi nước, mọi dân được nghe cái tin mừng cứu độ để muôn người tin yêu và vâng phục Chúa là đấng cứu độ trần gian. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiện nay chỉ mới 1/3 nhân loại tin Chúa. Do đó, trách nhiệm giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa là bộ phận quan trọng nhất của mỗi Kitô hữu. Chúng ta hiện lời cầu xin cho các tín hữu luôn cố gắng làm chứng nhân cho Thiên Chúa là tình yêu cứu độ. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Bằng chính đời sống bác ái yêu thương và tận tụy phục vụ của mình, chúng ta nhận lời cầu xin cho các tín hữu luôn sống gương mẫu để có thể đem Chúa đến cho tha nhân, đặc biệt là những anh chị em ngoài Kitô giáo. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết thể hiện niềm tin sống động của mình trong cuộc sống thường ngày bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, chứ không chỉ bằng những lời nói suông. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, khi đã đến nhận biết Đức Thánh tại Đức và Thiên Sứ, tất cả chúng con đều là những người được sai đi. Xin cho chúng con luôn sống trọn vẹn ơn gọi từ sai của mình. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận những ước nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con sốt sắng chân Chúa tối nay. Chúa hành sống và hiểu trì muôn đời. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để đi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Vì vậy lạy Chúa khi kính nhớ công Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xin đang hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi trong phần mình và mọc Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, đến kiên toàn hội thánh trong đức minh cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn Phêrô, Maria, Anna, Anton, Giuse, Lucia, Teresa, Marta, Gregorio và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lành và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào vườn ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đang sống đẹp lòng Chúa và mỗi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong xưa như của Chúa đã thần đến muôn đời. Thank you.
Thiên Chúa đi đến xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêm Thiên Chúa. Lạy Chúa, thank you.
chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô, vị tù lành của chúng con đang hiện trì, người hằng sống và hiện trì muôn đời. Kính mời cộng đoàn ngồi nghe rao lệnh và thông báo. Hôm nay ngày 24 tháng 5, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, Chúa Thăng Thiên lễ trọng lễ cầu cho giáo dân lễ thọ. Ngày 25 thứ hai, hôm nay là kỷ niệm 55 năm thụ phong linh mục của Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn. Ngài đã truyền chức cho 350 linh mục, trong đó tôi cũng được Đức Hồng Y truyền chức. Đức Hồng Y cũng truyền chức cho 3 giám mục, mà chết hết 2 giám mục rồi, Ngài còn sống. Và Ngài cũng là vị Hồng Y đi bầu giáo hoàng 2 lần. Và anh chị em thấy Ngài vẫn còn minh mẫn sáng suốt và là cây cổ thụ trong tổng giáo phận chúng ta. Anh chị em chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Hồng Y. Và Chủ nhật tuần sau, ngày 31 tháng 5, Chủ nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân, lễ thọ. Số tiền anh chị em giúp cho đã chuẩn bị tuần qua được 40.200.000 đồng. Xin cảm ơn anh chị em. Hôm nay xin cộng đoàn chúng ta giúp cho phòng khám từ thiện của giáo xứ. Từ Chủ nhật hôm nay cho đến hết Chủ nhật 31 tháng 5, chúng tôi có nhờ quý vị trưởng khu đến gia đình anh chị em trong giáo xứ để nhận phần đóng góp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà. Ngoài thời gian này, chúng tôi không có cử bất cứ ai đến gia đình anh chị em để nhận phần đóng góp. Và tuần sau thì tôi sẽ quyên góp các đặc biệt đối với anh chị em đến nhà thờ Tân Định tham dự thánh lễ mà không sinh sống tại giáo xứ Tân Định, để xin anh chị em cùng quảng đại giúp cho công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà. Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, anh chị em phải rất vất vả, nhưng xin anh chị em cũng quảng đại để hy sinh và đóng góp cho công việc chung này. Xin Chúa chúc lành cho sự hy sinh và quảng đại ấy. Và hôm nay nhân dịp và mừng lễ bổ mạng của các bạn vào đời, chúng ta trong tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các bạn. Giá mà tuần nào đến phiên ca đoàn hát cũng hát hay như hôm nay, cũng đông như hôm nay. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên và nhận phép lành cuối lễ. Chúa cùng anh chị em. Hôm nay con một Thiên Chúa đã lên trời cao và mở lối cho anh chị em vào nơi chính người đang ngự trị. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em. Như Chúa Kitô sau khi phục sinh đã tông mình ra cho các môn đệ thấy thế nào, thì khi người đến xét xử, xin Thiên Chúa cũng cho người tỏ ra nhân từ với anh chị em đến muôn đời như vậy. Anh chị em tin Đức Kitô đang uy linh hiện trị cùng Chúa Cha, ước chi anh chị em cũng có thể vui mừng cảm nghiệm được người đang ở cùng anh chị em mỗi ngày cho đến tận thế như lời người đã hứa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.